Vâng, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Mình xin tự giới thiệu, mình là một người rất thích vẽ tranh và tô màu. Mình là một họa sĩ tự do. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo ra những sản phẩm thật là tuyệt đẹp. Và mình mong rằng các bạn luôn luôn theo dõi mình và ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tô màu cho các bạn. Tớ quay nốt xong cái video này, ta có ý tưởng này hay lắm. Quay nốt xong cái video này, ta có ý tưởng này hay lắm. Ta gặp đầu hai cái con này lại, sao ta cho một chỗ, ta để tay một chỗ thôi, một tay để bên kia. Nghe thấy thích rồi. Như vậy trong video kết thúc như vậy. Dạ. Nói lại. Mẹ ơi. Nói lại. Nói lại cái gì? Để cái gì? Không. Nói chúng mày nếu hiểu, nếu nói nữa. Khó chịu. Tao hỏi mày có chịu lắm. Nói khác không hiểu. Đang nghe này nó còn chưa. Đang nghe tao nghe này mày nói gì. Tao cũng cầm tai nghe vào đây nhưng mà tai nghe của tao, tai nghe dây, có kết nối Bluetooth. Người thổi kèn được á, tên ghê thổi kèn là nói anh gọi người ta về thổi kèn cho nên anh ngó kèn mà kèn to thế nên ghê đục thẳng cổ họng nó mới ghê. Chào anh nha, bây giờ mình sẽ đi với chi tiết tô màu nữa. Thổi kèn kèn này nó to nó nhỏ ăn đen ghê đầu to á. À, đâu đầu to nghe được, đầu nhọn. Đầu nhọn nhưng nó mí á, nhưng mà đi thì lại to à. Kiểu càng về nó kiểu cái núi đúng không? Càng ngày nó càng to đúng không? Ừ. Thế chả rách. Một phát họng. Rách họng á, rách cả mồm. Thành này núi, cái ghê. Chắc mày Amazon đi nhỉ? Đúng không? Kiểu gì phải ít hơn Amazon. Đi thế nào mà dồn thì cũng rừng rậm nguyên sinh. có nhất thiết phải hiện tay rồi, nhưng mà có phải nhất thiết phải hiện bàn tay em đây không? Thế nên bắt buộc phải có bàn tay em đây á. Ừ. Đây bắt buộc á. Thì thế này em giờ có chạm điện thoại đâu, ta theo tin thôi. Xem phim xích cái bé. Đấy mày chia hết ảnh này có làm sao đâu nhỉ. Phim xích cái bé. Ta cứ phải né. Ký ta gửi cho mày quả linh. Quả các cúc đấy luôn. Tao không xem các cúc. Tao chỉ xem luôn, chúng ta không phải xem mấy cái lòng vòng đấy. Không. Nó là đủ chiên rồi không mày. Oh, lắc hơn hay là gì? Không phải lắc hơn. Video của mình nên kết thúc tại đây nhé các bạn. Vâng, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Mình xin tự giới thiệu, mình là một người rất thích vẽ tranh và tô màu. Mình là một họa sĩ tự do.
Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo ra những sản phẩm thật là tuyệt đẹp. Và mình mong rằng các bạn luôn luôn theo dõi mình và ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ bắt đầu quay nó ra tô màu nha các bạn. Ui ôi, vị này đúng vị cốm các bạn. Mục bàn sặc đến ghê. Ngọt cây đấy. Nhưng mà bây giờ mình lên cái thùng các bạn. Ôi ôi, đã đầy rồi. Phải chăm anh cứ đầy và anh cứ tải thêm. Ý mày ghét tao. Cái gì? Này được không? Ngoại mũ đê. Anh nhìn kiểu thế gì được đấy. Bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây nha các bạn. Tạm biệt các bạn.